tổng hợp những câu nói tâm đắc nhất của CEO streamer Nguyễn Phương Hằng. Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp tôi cũng không làm được. Hay á, dần dần nghe là thấy to bự rồi á. Anh hùng hán nấp nấp vô hán giờ mới chui ra. 1 mét vuông 3 4 thằng lừa đảo, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xin về. Được mẹ, chúng ta ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Chơi là chơi khô mát, hết máu, bơm máu cho tiếp luôn. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt luôn. Chân lý là chân lý chứ chân lý không phải là chân thường. Đúng là chân lý chứ không phải là chân thường mọi người đó. Khinh địch là không gì. Em lận là vàng còn tôi nói ra là kim cương đâu bị gì. Ủa cái này mà đem đi diss người ta là hơi bị mệt đấy nha. Em đẹp không quý vị? Ngay cả việc làm bản thân bất đẹp tôi còn cái này là vô cái cũ rồi. Nghe nói cô Hồng vừa có một phát hiện chấn động, con gái ai cũng có một nốt ruồi ở giữa cổ tay. Chấn Chấn động động ghê luôn á. luôn á. Liệu có không, có người nói thất bạn mấy ngày sau liền biến mất, nhưng có người 3 4 năm không liên hệ, thật ra vẫn còn thích bạn đấy. Hay ghê ha, thử mà có không người ta không ế tới giờ. Có không, nói thật lòng, có phải trong lòng bạn đang có một hình bóng một người rõ ràng gặp mặt đã khó, vậy mà bạn còn nghĩ về chuyện tương lai với người ấy. Cái đó là cái sự ngu muội của mấy đứa này, không smartphone không internet tuổi thơ ấy thật đẹp. Cái này giống tao đó nè. Hồi đó kiểu đi 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 học trong trường mà đi học trong trường cho thành lập ba cái chi đoàn chi đội, cho thành lập ba cái chi đội mẹ cho xếp đội hình hình vòng, cái đội hình hình vòng mẹ đi ấy chúng nghe cho nhỏ kia nó cầm cái điện thoại nó trắng ngang. Ông tổ nghe cà khịa ra đây, chiếc da hơi là cổ Diogenes là người thích chọc ghẹo người khác. Một hôm ông thấy con trai của một kỹ nữ liên tục ném đá vào đám đông người qua đường, ông ta nói với nó coi chừng chọi chúng cha mày. Mẹ được bởi là con gái mình hôm nay bụng quá. Gì? Ôi con, nhưng mà không nhiều bằng mẹ. Ok, cảm ơn con nha. Được đứa con xứng đáng quá liền. Mang tiếng là bạn thân mà mùa hè nóng thế này không mua nổi cho nhau cốc trà sữa. Đúng rồi, nó đâu có rảnh đâu mày. Nắng nó có mưa, mưa nó có ô. Còn em sẽ có ai? Còn em sẽ có ai? Có kinh nghiệm không? Thời điểm hay duyên số không quan trọng, quan trọng là lòng người. Lòng người đẹp lắm bạn ơi. Em là Metut, còn anh là Coca, vì chỉ em mới biết cách làm anh trào ra. Ui, được bài. Có những ngày thực sự tồi tệ, có những chuyện không thể nói cùng ai. Đúng rồi, nói mình đi cho gọn. Em không phải quảng cáo nên anh đừng bỏ qua. Thôi anh thích bỏ qua nên bỏ luôn. Ai đó đúng các bạn làm quen thôi nào, thả vào đây biển số xe nè bạn ở hoài không ngu. Mà quên tôi có xe đâu mà thả. Cái gì đây, đú chen không thành nè. Đâu để xem coi. Phải ăn qua là
ai ở đâu thì ở yên đó trong tim em, rồi thì đừng có ngó, thì đừng ngó đi đâu. Nếu như mà đời mày được đẹp gì thì không có vụ mà chồng mày đi ngoại tình đâu hết. Tam giác ABC cân tại ba đỉnh, còn em cân cả thế giới vì anh. Ô bà này bà dở hơn tôi rồi. Trời, tôi là tôi cân cả vũ trụ luôn. Tôi cân cả vũ trụ chỉ bằng một cây cân. Nói chung là ở Singapore này có một số cái video nó cũng hơi nhạt nhạt, nó không hơi sạm sạm xí đuối hiệp mọi người, nhưng mà đỡ hơn bên YouTube. Nhưng mà trên đây thì nó đỡ hơn YouTube ở một cái là nó không có cái đó là xin lỗi đã làm phiền nhé, nhưng mà ai đang bị đau nhất sườn khó mà thoát bị đi để em này đau dây thần kinh tọa nhớ liên hệ số hết ra bên dưới nè. Hoặc là đơn giản như là cái tôi nhận chữa bệnh sườn khớp thoát vị đĩa đệm mà mong mọi người giúp đỡ cho. Tôi thấy cơ quan chức năng mà nên vào cuộc thêm lần nữa đi, từ ba đời bây giờ chuyển sang hay là tôi từ ba đời mà chuyển sang thành là xin lỗi để làm phiền, nhưng mà ai đang bị đau nhức xương khớp mày thoát mày đĩa để em này đau cho thằng kinh họ này đi liên hệ ngay với số hotline mình để tôi tư vấn cho nhé mẹ. Mấy ngày nay là tôi chế cái đó lắm rồi đó. Nếu bạn không có chén thì bạn hãy ăn chuối, vì chuối là loại trái cây duy nhất có chứa axit amin được gọi là tryptophan và vitamin B6 cùng nhau giúp cơ thể sản xuất ra serotonin, làm giảm bớt chán nản, kiểm soát đường huyết, cải thiện hệ tiêu hóa. Ôi, mới biết luôn. Thôi được, bây giờ là tôi đang chán rồi, xíu nữa tôi đi ăn rồi. Người ta gương trái để nhìn đường, còn gương phải để nhìn em. Còn tôi gương nào cũng để nhìn đường, vì tôi làm gì có em. Nhưng mà cái này hợp lý nha, quan sát đường đi, nhìn nhìn em cái gì, nhìn đường không lo, nhìn nhìn em tới tai nạn chứ không chết gì. Nhìn em tối ngày nhìn em. Nếu em đỗ đại học em sẽ làm điều gì đầu tiên? Cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ. Nếu mà tôi đỗ đại học thì điều đầu tiên tôi làm đó chính là nằm nhà và ăn bám gia đình. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Giả vờ đi trốn chơi người đi tìm, giả vờ đi trốn với cái kết là không có ai tìm. Chiếc game dành cho những người giỏi thả thính, thả thính bằng tên đường phố nhà bạn. Ví dụ nhà em ở Điện Biên Phủ, trái tim em do anh làm chủ. Hay á, để tôi suy nghĩ thêm nè. À, nhà em ở Hà Nội vì em là bà cố nội của anh. Anh có thể vượt qua mọi mặt trận để đến với Nam trừ con dọc rồi là ngu mẹ, dọc này mà vượt qua là mẹ chắc không còn gan để mà ăn cháo. Mỗi người chúng ta luôn có hai lựa chọn, một lựa chọn để viên mãn là mình, hoặc chấp nhận đau lòng để đổi lấy một điều tốt đẹp hơn nữa. Riêng bản thân tôi chọn ăn nằm ngủ và nghỉ và chơi.